Gia đình ông Phan Văn Tao đã 3 lần hiến đất với diện tích gần 800 m². Dân hiến đất, rồi nhà nước thì đầu tư cái phần hạ tầng, cái phần này là cái gắn bó cái quyền lợi thiết thực giữa người dân và cái nhà nước. Sau khi đường có rồi thì hệ thống chiếu sáng được lắp đặt và cái hạn chế được cái trộm cắp vặt ban đêm. Ở nhà mình hoặc bà con dân sớm thì khi có bệnh thì xe cấp cứu cũng đi đến nơi. Và nếu cái rủi ro phòng cháy chữa cháy mà có quả đó thì xe cũng đến để chữa cháy kịp thời. Con hẻm 205 Trần Văn Đang, phường 11, quận 3 cũng vừa hoàn thiện việc nâng cấp mở rộng tuyến hẻm vào cuối năm 2018 dưới hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm. 72 hộ dân, một ngôi chùa, một giáo xứ cùng hiến đất cho công trình chung. Sau khi mới hiến đất xong thì mình thấy con đường này nó khả quan là tốt hơn. Thành ra hả, mình cũng mừng. Giai đoạn 2003-2018, người dân thành phố đã hiến hơn 2,2 triệu mét vuông đất, tương đương trên 2.200 tỷ đồng. Việc này không chỉ tạo thuận lợi về giao thông mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế.